Rồi, mất cân bằng con sao con thứ ba này, thì khi mà cân bằng á, trực giác rất phát triển, nên là cái đội các anh chị mà học bộ Morikin mà mình hướng dẫn rồi á, các anh chị bắt đầu sẽ thấy rằng là trực giác của mình nó lên cực kỳ nhạy, thậm chí rằng là bắt đầu mình đọc được những cái suy nghĩ của người khác. Đó, bắt đầu mình nhìn mặt người ta mình bắt đầu biết là họ đang bị ảnh hưởng vấn đề gì, hoặc là khi mình thực hành cho người khác mình bắt đầu đọc được bệnh của người ta. Đó, bắt đầu đọc được bệnh người ta. Nhưng mà tốt nhất là như đã nói rồi, có những cái mà trong cái phần giảng dạy đấy thì cũng nói rằng là không được chẩn bệnh như người ta rồi đấy, mọi người lưu ý nhá. Thì trực giác này phát triển này không thiên quá về vật chất, tức rằng là chúng ta vẫn sống ở trong thế giới vật chất này, chúng ta vẫn đi kiếm tiền bình thường, nhưng chúng ta sẽ không bị thiên về à tôi chỉ kiếm tiền thôi, mà tôi còn nhìn nhận nhiều sâu xa hơn, tức là cái tầm nhìn nó sâu hơn ở đằng sau việc kiếm tiền nó là cái gì, nó không còn là việc là phục vụ cho bản thân mình nữa. Nên là những cái người mà phát triển tầm nhìn này, ví dụ những người mà mọi người hình dung này, những cái người mà tầm nhìn phát triển này, cái sự hiểu biết này, cái tầm nhìn xa này, chắc chắn họ sẽ kiếm được tiền đúng không ạ? Nhưng mà họ làm điều đấy không, đến một thời điểm nó không còn là vì tiền nữa, không còn là vì thế giới vật chất nữa, mà nó là vì cái lý tưởng. Được chưa? Vì cái lý tưởng của họ rất lớn, thành ra họ cần rất nhiều nguồn lực để thực hiện cho lý tưởng đấy. Đó, nhưng mà nhớ nhá, lý tưởng lớn đôi khi nó lại là một trong những cái khiến cho chân mình không chạm đất. Đó, nên là thôi cái đấy thì chúng ta sẽ nói sau. Rồi, và nó liên quan đến sự thức tỉnh tâm linh của mình, tức là chúng ta càng hướng đến tâm linh nhiều thì ông Lơ Sa Sục Mắc Thứ Ba bắt đầu càng phát triển, chúng ta càng càng ngày càng bỏ nhiều thời gian ra để phát triển của Lơ Sa Sục Mắc Thứ Ba, được chưa? Thế là chúng ta những cái điều các anh chị làm này, à việc tu tập này, việc thực hành các pháp này, thực hành Ho'oponopono này, nó đều giúp phát triển quan thứ ba, không có điều gì dư thừa đâu ạ, được chưa? Tất cả mọi thứ các anh chị làm hướng về bản thân mình, nó đều giúp phát triển quan thứ ba, nó đều giúp cân bằng quan mắt thứ ba. Đó, nên là chúng ta đừng có lo lắng à mình bị tắc cái này tắc cái kia, không có đâu nhá. Đến theo thời gian tự các mọi thứ, mọi người biết là hồi xưa là mình có theo một anh thầy, ông này chuyên dọa mình à em đang bị mất, gọi là em đang bị không không bờ không không, không kết nối được luôn xa bầy, em không có mắt thứ ba em bị đóng rồi đấy, các thứ. Đầu tiên thì mình cũng tin ạ, sao không tin nữa đó, bởi vì mình biết rằng là không bao giờ nó sẽ chỉ như vậy. Đó, về sau mọi người, khi mọi người bắt đầu bất có mọi người nhớ này, khi mọi người bắt đầu bất an, mọi người bắt đầu lo lắng về tương lai ấy, hãy nhớ một câu đơn giản này thôi, đọc cái câu thần chú này là chắc chắn là mọi thứ sẽ qua. Đó chính là tôi biết mình sẽ ổn vì cái vũ trụ này đã sắp đặt tất cả mọi thứ rồi, hiểu không ạ? Nghĩa là điều gì xảy ra cũng đã được sắp đặt, chẳng qua ngay thời điểm này chúng ta không nhận ra, nhưng về sau chúng ta bắt đầu nhận ra tất cả mọi thứ đều được sắp đặt, đúng không ạ? Các anh chị ở đây ai không tin rằng là vũ trụ này đã sắp đặt chưa, bình luận lên là ai không tin rằng vũ trụ này đã sắp đặt chưa. À, bình luận lên, sau này mọi người sẽ tin nha, còn chưa tin không sao cả, nhưng ai tin rồi ấy thì các anh chị có gì lo lắng, đúng không ạ? Có gì phải lo lắng, mình cứ làm những điều gì bên trong mình mách bảo thôi. Đó, còn ai chưa tin thì cứ từ từ, không tin rồi ok đấy. Những người mà không tin nhá thì chắc chắn là sau này sẽ có những vấn đề liên quan đến sự sợ hãi về tương lai, sợ hãi về những cái thứ mình đang đang làm. Đó, thôi cứ đi từ từ thôi mọi người ơi, không cần phải đi vội đâu nhá. Tại sao lại mình lại bảo mọi người là những người không tin, thế nào sau này sẽ dính thôi, mọi người phải nhớ nhá, đến đúng thời điểm đấy mày phải làm được đấy, còn tao cố tình từ chối, vũ trụ dồn dập đến rất nhiều thứ đấy, và mình bắt buộc phải tin. Hồi xưa mình không tin vào thế giới tâm linh gì đâu, nhưng mà có những thứ nó xảy ra khiến cho mình bắt buộc phải tin, không tin không được. Nó giống như kiểu là vừa đến cái một phát này, vài phút sau đến phát nữa. Đó, thôi cứ đi từ từ đã. Đấy, đấy câu thần chú nhá mọi người đấy, mọi người hiểu không ạ? Chúng ta đã tin được rằng là thế cái vũ trụ này đã sắp đặt hết tất cả mọi thứ rồi, à người này mỗi người làm một việc đúng không ạ, à người này làm việc này bởi vì họ cần làm việc làm này, thế thì việc chúng ta làm cũng là như thế đúng không, thế thì tội gì mà mình phải lo lắng, mình cứ làm những cái gì mà tâm mình hiện tại đang mách bảo đi đó, kể cả bây giờ hiện tại mình lo lắng đi chăng nữa cũng không vấn đề gì cả, tôi cứ lo lắng đi đấy, nhưng mà sau này nó như thế nào tôi biết rằng là nó đã sắp đặt sẵn rồi, dù có làm như nào nó cũng sắp đặt sẵn rồi. Đó, kể cả việc là tôi chọn điểm A, điểm B, hay thậm chí rằng là nó tạo ra hai dòng thời gian khác. Ngay thời điểm này, tôi phải lo lắng, tôi thì đấy chính là sự sắp đặt. Nhớ điều đấy. À, tôi hiểu ra, về sau đến khi thời điểm này, chúng ta hiểu được rồi, không còn bất kỳ điều nào lo lắng, và sợ hãi nữa. Cứ thế đi thôi. Và tất cả mọi thứ sẽ đều là những trải nghiệm. Chỉ đơn giản là trải nghiệm thôi. Càng trải nghiệm nhiều, mọi người càng vượt qua khỏi cái vòng an toàn của mình nhiều, chúng ta càng ngày càng vững chãi trên cái chặng hành trình của mình. Còn
Nhiều người bảo là chứng minh đi, không có chứng minh. Chính cái vũ trụ này chứng minh cho mọi người. Đấy, cứ đi đi nha. Đúng rồi. Cứ đi đi nha. Đúng rồi, bạn Hoàng Minh Châu nói chuẩn này. Sắp đặt nghĩa là tất cả các phương án đều đã được sắp đặt hết rồi. Đó. Thì thành ra là bước chân nào của mình cũng là nó có thể dẫn ra rất nhiều thứ. Đừng có lo lắng làm gì cả. Kể cả đến cái kia, một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác này mở ra. Nên là thôi cứ đi đi, mọi thứ là trải nghiệm và trải nghiệm lựa chọn nhá, lựa chọn. Cuộc sống tốt như thế nào nó do mình. Các anh chị lựa chọn mình muốn thoát khỏi những vấn đề của mình. Thì mình phải làm gì ạ? Phải thực hành bài tập đi, phải làm bài tập đi, phải bắt đầu là ngồi tự ngồi thiền đi, nghe nghe bài thiền đi. Đó, còn mình mình vẫn muốn giữ điều đấy. Không vấn đề gì cả, đấy là cái sự lựa chọn của anh chị. Bởi vì có thể chúng ta không có duyên với nhau. Các chị sẽ đi sao với khác. Mình biết rất là nhiều bên, thậm chí mình còn chỉ ra rằng là những bên đấy về sau họ sẽ bị làm sao. Nhưng bây giờ nếu mà nói đó, những cộng đồng 6-7 nghìn người nó lại do nói mình, nó lại không vui. Đó, nên là các anh chị cứ trải nghiệm đi, bởi vì đến thời điểm này các anh chị phải vào những cái hội nhóm như vậy. Đó, phải vào những hội nhóm. Mọi người có một cái hình dung ạ, nếu mà bây giờ mình biết về những cái này cái kia, mình hoàn toàn có thể là gom rất nhiều người, mình có thể chạy quảng cáo đó, mình có thể là xúi giục mọi người để mời người khác, để cho một cái lớp học này chỉ không phải là 50-70 người nữa. Và mọi người thấy nó rất là tùy duyên, nhưng mà tại sao mình không làm? Bởi vì nếu mình làm như vậy thì rất có thể là mình sẽ bị vướng vào cái con đường này kia. Đó là cái điều gì mình cảm thấy mình tốt thì mình làm thôi, chứ còn không phải những cái bên kia họ không tốt đâu, nhưng mà nó sẽ có những cái vấn đề về, thứ nhất là vấn đề về pháp lý đấy, thứ hai nữa là vấn đề về về con người, mà chúng ta làm việc con người thì không phải tự dưng nó rất là kén người đâu. Rồi vậy nếu mà nó mất cân bằng thì sao? Đó, nó tắc nghẽn nhiều là chúng ta không có tầm nhìn, không có kế hoạch. Đó, chúng ta không có tầm nhìn, chúng ta không có kế hoạch, chúng ta không có gọi là không có nhiều thứ, được chưa? Chúng ta có nhiều ảo tưởng rằng là việc này việc kia, được chưa? Việc này mình có thể làm được các thứ, nhất cái tầm nhìn mình không có, mình nghĩ rằng là mình sẽ làm được, nhưng mà không phải. Bởi vì sao? Mọi người biết tại sao cái tầm nhìn chúng ta nhận thức rất rõ không ạ? Tôi có rất là nhiều suy nghĩ, tôi nghĩ rằng mình làm được cái điều kia, nhưng cuối cùng là gì ạ? Kết quả không có, đúng không? Không kết quả thì làm sao chứng minh được các anh chị làm được? Đó, thế là phải ra kết quả nhé. Mình có nghĩ ra điều gì, mình phải đi ra kết quả, được chưa? Đó. Thế là chúng ta, những cái người mà bị tắc nghẽn có thứ ba này, thông thường là những người rất bảo thủ, những cái người chỉ tin vào những cái thành gọi là những cái định kiến cũ, là những cái người thuộc về thế hệ cũ. Đó, họ không mở được cái tầm nhìn của ta. Được chưa? Các chị là những người đã bắt đầu mở được rồi này, các chị bắt đầu tiếp cận với những cái mà chúng ta không được dạy, không được học. Số lượng này rất ít nhá. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà nói ra thì thực ra thì chúng ta đã bị đầu độc rất nhiều, đầu độc kể cả đồ ăn đồ uống, để chúng ta bắt đầu tắt dần đi cái sự này. Bọn trẻ con ấy, bọn nó chưa ăn chưa uống gì, nó chỉ uống sữa mẹ thôi. Đó, nhưng mà bọn trẻ con mà uống những cái loại sữa bên ngoài nó cũng bị đầu độc. Đó, nhưng mà nếu bọn trẻ con uống sữa mẹ nó sống thuần khiết á, trực giác nó cực kỳ nhạy luôn. Ở đây có một chị bạn của mình, không phải chị học viên, xin lỗi mọi người, chị học viên, nói chung bạn bè thôi. Chị bảo là chị đi học môn này bởi vì thực ra chị không có kỳ lạ nữa, bởi vì có một cái bọn trẻ con ấy, nó cực kỳ giỏi, nghĩa là có những cái chương trình ấy, gọi là chương trình kích hoạt các bán cầu não này, có người dạy mà ở Việt Nam có người dạy luôn, kích hoạt các bán cầu não, là bọn trẻ con nó còn che mắt nó đi nhá, nó còn đọc được là bức tranh này nói về cái gì, share bài ra là các cái bài nói về cái gì, nghĩa là di chuyển những cái bát úp ấy, nó biết đọc được bên trong đấy là cái gì, và nó được dạy được làm để như thế. Mọi người hiểu không ạ? Tức rằng là những cái khả năng dục thuộc về thần thông, giống như là cái bà Hoàng Thị Thiêm ấy. Bà Hoàng Thị Thiêm thì bà che mắt lại, bà nhìn được các thứ, bà che tất cả mọi thứ lại bịt kín rồi. Đấy, bà Hoàng Thị Thiêm lên truyền hình của Nhật Bản á, là bà ấy có khả năng đấy, nhưng mà trẻ con, tất cả mọi trẻ con đều có khả năng làm điều đấy. Đó, và chị bảo là chị biết điều đấy nên là chị đi học một môn của mình để xem rằng là nó gọi là trải nghiệm thôi. Chị gọi là cũng du học học viên của mình nó cũng trải dài rất nhiều thứ, có những người mà thậm chí là những người rất là nghèo, thậm chí người bệnh rất nặng, nhưng có những người toàn là tổng giám đốc rồi thì các thứ rồi rất là kinh khủng đấy, thậm chí là thuộc đến tầm hàng thằng tiến sĩ giáo sư đó, thì rất là nhiều người đó. Đấy là do sao mà mình cũng đã được trao đổi với rất nhiều người, thì họ cũng đã chia sẻ điều đấy. Lúc ấy mình không biết đâu, mình không biết rằng là bọn trẻ con được học những chương trình như vậy và nó làm được điều như vậy. Mọi người hình dung là che hết mắt này, xong rồi xòe bài ra, đọc được từng lá bài một luôn,
mà trước đấy là mình là người chọn đáp án nhé. Đó, thế là những cái điều này á, với bản chất là càng lớn chúng ta càng bị tắc nghẽn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đi theo cái chiều dài của sự trưởng thành, chúng ta bắt đầu tiếp nạp thêm những cái thông tin không đúng sai lệch từ bên ngoài vào, nó thay đổi con người chúng ta. Chúng ta cứ nhìn đi, hồi bé chúng ta à, chúng ta nhìn thế giới này như thế nào, và bây giờ chúng ta nhìn thế giới này như nào, à bây giờ con mình nhìn thế giới này như nào, và mình nhìn thế giới này như nào, khác nhau hoàn toàn. Đó. Nếu cả nếu anh chị mà nhìn nhận được thế giới đúng thì cái cách mình dạy con nó khác, và khi cách dạy mình con khác thì con mình nó sẽ rất là nổi bật, nó rất nổi bật so với cả sang lửa đó. Nhưng nếu mà quá mở ra, chúng ta sẽ bị độc tài, chúng sẽ bị ngạo mạn vì những cái kiến thức chúng ta biết đó. Chúng ta sống trong cái thế giới ảo tưởng của mình, tức rằng là khi bắt đầu lớp số 3 nó mở ra này, cái tầm nhìn chúng ta quá rộng, và thậm chí rằng là mình đi thẳng vào trực tiếp, chúng ta đi thẳng vào trực tiếp một cái thế giới khác. Đấy, bây giờ rất nhiều người bị, và người biết rằng những người đấy như thế nào ạ? À, những người đấy nghĩ rằng họ là Phật, họ là Chúa, họ là Phật Di Lặc, họ là những cái đấng nào đấy đến đây để làm gì đấy, đúng không ạ? Làm gì có chuyện nhiều người như vậy, đúng không ạ? Họ thậm chí có những cái trường hợp gọi là mẹo cơ các thứ luôn. Đó. Những người đấy gọi là ra con mắt thứ ba, họ quá phát triển và họ nhìn được vào một cái dòng thời gian, và họ chính là người như vậy. Nó giống như kiểu mà đạo cao một thước, ma cao một trượng ạ. Đó. Còn nhìn được họ là người như vậy, nhưng chất chúng ta ở đây vẫn là con người với nhau thôi ạ. Chúng ta vẫn là con người với nhau thôi. Đó. Nhưng mà nó gọi là nó tạo ra một cái ảo tưởng riêng. Ảo tưởng rằng là mình làm như này là mình phải làm như kia. Được chưa? Rồi thì những cái trường hợp mà nó quá mở thì tức rằng là cái suy nghĩ của anh chị nó rất là hỗn loạn. Nó không thể nhìn rõ ràng được bởi vì nó vào tiếp nhận nhiều quá, tiếp nhận nhiều quá. Đó. Mình hình dung rằng là khi bắt đầu con mắt thứ ba, con mắt số cái khu vực này nó mở quá này, tiếp nhận rất rất nhiều thông tin, và nó download thông tin từ bên trên thông qua thằng số 7 này rất nhiều, và thằng não của mình này, thằng số 6 này liên kết đến khu vực não. Đó, bắt đầu là nó phải xử lý quá nhiều thông tin, nên là rất là nhiều người khi con mắt thứ ba nó phát triển quá, họ hay bị điên loạn đó. Đây là còn dẫn đến ảo giác này. Chúng ta nhìn vào những vấn đề này, chúng ta tự tạo ra, à chúng nghĩ rằng những vấn đề này nó gây ra những cái mối họa cho riêng mình đó. Chúng ta sợ hãi quá nhiều, bắt đầu lại tạo ra sự sợ hãi và nó ảnh hưởng đến bên dưới, thì mở quá đóng quá là không không tốt. Cân bằng là mình thấy rằng là mình đang bị chìm vào như này. Thế là rất rất là nhiều chẳng qua ấy, bây giờ các anh chị học mình bây giờ đến bây giờ là đến buổi thứ tư này, rồi mình sẽ chia sẻ với mọi người rằng là bình thường là không không mình không có nói nhiều trên 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 Facebook đâu. Mà nhiều người nghĩ rằng các anh chị có một cái sứ mệnh quá lớn. Làm gì có các anh chị, làm gì có sứ mệnh gì. Sứ mệnh của ta ở đây là gì, nhắc lại lần nữa này, chúng ta ở đây để trải nghiệm thế giới này, còn lại cái việc trải nghiệm của thế giới này chúng ta chính là sứ mệnh. Còn làm cái điều gì ấy, tự đến lúc đấy chúng ta sẽ biết, chính cái thằng linh hồn chúng ta sẽ dẫn mình làm điều đấy, chứ các anh chị làm gì có sứ mệnh gì, đúng không ạ? À mình nghĩ mình sứ mệnh là mình hơn người khác, làm gì có, tất cả chúng ta đều có sứ mệnh, đúng không ạ? Tự dưng có phải là tự dưng mình sống chung đây đâu, được chưa? Đó, có tất nhiên sẽ có một vài người có một vài mục tiêu nó khác biệt bởi vì cái trường năng lượng họ nó khác biệt, nhưng về cơ bản đó, nghe sứ mệnh rất là hoành tráng. Tôi đến đây để trao đi yêu thương, tôi đến đây để làm một điều gì đấy. Ai đến đây chả để trao đi yêu thương, xin lỗi các anh chị, đúng không ạ? Ai đến đây chả để trao đi yêu thương, nó thực ra nó chỉ là một câu marketing đó, chỉ là một câu marketing thôi. Ở chợ tất nhiên cái điều này không ảnh hưởng đến ai, nhưng mà khi họ nghĩ rằng là mình làm một cái gì đấy, đến đây để làm một cái gì đấy, bắt đầu khu vực năng lượng tập trung bên trên quá nhiều, chân mình bắt đầu không còn chạm đất nữa, và khi bắt đầu chân mình không chạm đất nữa, nó bắt đầu tạo ra những cảnh giới riêng, và những cảnh giới này nó rất đúng nhé, là rất đúng. Đến khi bắt đầu người ta thoát ra được khỏi cái ảo ảnh của họ, thoát ra được khỏi cái ảo cảnh của họ, họ bắt đầu nhận ra rằng là à mình vẫn còn gia đình mình vẫn còn những cái người ở bên cạnh mình vẫn còn cái công việc của mình, mọi thứ mình cứ vẫn cần phải làm, đúng không ạ? Trước khi giác ngộ thì chẻ củi gánh nước, sau khi giác ngộ thì đúng không ạ? Là gánh nước bổ củi đấy. Mọi người hình dung ạ, nó vẫn như vậy, chỉ khác là cái tầm nhìn mình khác thôi, còn đâu ông vẫn là con người bình thường, được chưa? Mọi người hiểu không ạ? À Đức Phật sau khi giác ngộ thì Đức Phật có đi đứng nằm ngồi không ạ? Có đúng không ạ? Đức Phật có ăn không ạ? Đức Phật vẫn ăn, vẫn đi khất thực, được chưa? Đó, nó chỉ khác ở cái tầm nhìn thôi. Và những cái điều này
Sau này thì khi mà các anh chị là học cái khóa về HLR, mình sẽ định hướng đào tạo, tổ chức ESO sẽ đào tạo một cái đội, và có thể là đội đầu tiên thì sẽ ít thôi, sau này nó sẽ có những cái cam kết riêng, thì sau này thì sẽ phải thay đổi lại một vài cái suy nghĩ lệch lạc, nó bị lệch lạc đấy. Vì nếu mà lệch lạc như thế á, nếu chúng ta tiếp cận với cả những người bên ngoài á, nó sẽ gây một cái sự hiểu nhầm rất lớn đó, đôi khi nó sẽ khiến cho người ta nghĩ rằng là à, nó là một cái sự mê tín gì đấy, thực ra nó rất là bình thường thôi, nó chính là cuộc sống bình thường hàng ngày của mình đó. Được chưa? Cho tất cả chúng người nhớ, tất cả chúng ta không phải là cái người kia, họ có một cái sứ mệnh gì đó tuyệt vời quá, mình phải hâm mộ họ. Các anh chị đây là điều tuyệt vời này, các anh chị đã xuất hiện đây là đang là điều tuyệt vời rồi, các anh chị được sống làm người đã là một điều cực kỳ tuyệt vời rồi, nhớ điều đấy nhá, tất cả chúng ta đều có giá trị. Đấy, ở đây có rất nhiều người đang có mắc vấn đề tâm lý này, à mình bị vô dụng, mình không làm được điều gì, tất cả anh chị đã ở đây rồi, đã là một điều tuyệt vời rồi, chẳng qua rằng là cuộc sống chúng ta nó có quá nhiều bài học để cho thằng linh hồn mình tiến hóa thôi, nên là đôi khi mình bị dìm xuống sâu quá, nhưng anh chị nhận thức được mình là một điều tuyệt vời, à mình là một điều tuyệt vời của cuộc sống này, cái năng lượng mình tự dâng lên cao này, nó không khó đâu ạ. Nên là cái việc chúng ta đọc những lời khẳng định ấy cực kỳ quan trọng nhá. Đó, tôi là một điều tuyệt diệu của tạo hóa, tôi được sinh ra để tôi trải nghiệm tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống này, tôi lựa chọn điều đó mà, đúng không, chứ không phải là những người kia chỉ, những người kia họ có sứ mệnh lớn, họ họ mới yêu thương được người khác, không có. Đừng về sau mọi người sẽ hiểu đấy là một dạng ám thị rằng là chỉ có họ mới làm được điều đấy thôi, ảo ảnh hết nhá, ảo ảnh hết. Hồi xưa mình đã có những người anh chị, tất nhiên hồi xưa mình cũng bị dính, mà hồi xưa mình cũng bị dính thì mình mới đọc được những vấn đề của họ, được chưa, nhưng mà mình thoát ra rất nhanh, bởi vì mình đã có những ông anh chị là họ, thậm chí là mọi người hiểu như này, những cái cảnh giới mà cái thằng con nó thứ ba là mở ra này nó rất thật, ngồi thiền này, đánh yêu quái này, rồi thì là cái gì là ngồi uống rượu tôn ngộ không này, rồi thì là đi lên thiên đình thiên cung tất cả mọi thứ, thậm chí là mình cũng xuất hiện rất nhiều trong các câu chuyện của người ta, nhưng mà mình không có, không bao giờ để ý điều đấy, bởi vì vấn đề rằng là mình vẫn đang sống trong cái thực tế hiện tại này, thì mình cứ làm tốt cái mình đang có đã, tự khắc những cái điều mà mình cần trải qua nó sẽ tới đó, được chưa. Thế nên là sự tính mình rất thực tế, rất thẳng thắn, mặc dù rằng là ở tâm linh thì tâm linh thật đấy đó, nhưng mà mình vẫn phải châm chạm đất đó. Càng về sau á, bây giờ nói có phải một vài anh chị ở đây đang đang làm nghề, các anh chị sẽ thấy hơi nhột một tí, sau này các anh chị mới nhận ra đó, đến khi bắt đầu là nó ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo đấy, ảnh hưởng đến cái mối quan hệ của mình với người khác, các anh chị mới nhận ra được rằng là tập trung vào bản thân mình quan trọng nhất, không phải là những cái ảo cảnh đấy. Cái đội mình có một cơ duyên rất 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 tốt, đó chính là ngay thời điểm gọi là thức tỉnh tâm linh, mình đã được tiếp cận với những người anh có cái tầm ảnh hưởng rất lớn trong cái gọi là cái tâm linh, nhưng mà tâm linh thuộc về cái thế hệ đằng sau, tức rằng là cái thế hệ mọi người phải hiểu là có những ông anh của mình á, chỉ sau một đợt là ảnh hưởng của bão mặt trời đó, bắt đầu nhớ ra hết tất cả mọi thứ, được chưa, và bắt đầu là có khả năng để điều điều khiển âm binh luôn, tức là tự dưng nhìn thấy trước mặt mình bao nhiêu âm binh nó quỳ trước mặt đợi lại đó, xong rồi sau khi đấy đang làm nhà nước đấy, bắt đầu là bỏ đi, xong rồi đi làm nghề, ngoài làm nghề các thứ. Tất nhiên ông anh đấy thì cũng cũng hơi bị bay một tí, nhưng mà ông anh đấy có rất nhiều kiến thức để học đó. Rồi có những người anh họ đã đi trải qua, họ đã đi 8, 9, 10 năm rồi, cuối cùng họ bảo là gì mọi người biết không ạ, vẫn là cuộc sống bình thường thôi, họ vẫn phải đi kiếm tiền mà, họ vẫn phải đi quảng cáo marketing cho cái khóa học của họ đó, nó không thoát được đâu, các chị đã thoát được khỏi bài trò chơi của thế giới này hay chưa, mà cứ cứ đi đi làm những cái thuộc về thế giới khác, được chưa. Nếu mà anh chị thoát được khỏi trò chơi thế giới này, ok rồi, làm thoải mái, bởi vì lúc đấy là các anh chị đã vượt thoát khỏi một ba thằng lớn xa dưới rồi, còn vẫn bị trói ba thằng lớn xa dưới ạ, rất khó để làm những thằng lớn xa trên nha. Đấy là chia sẻ thôi, còn tất nhiên bây giờ chúng ta chưa nhận ra ở đâu, sẽ đến thời điểm nhận ra sớm, thoát sớm đó, chứ không phải là tôi biết một vài thứ mà người khác không biết, nên là tôi hơn người khác, nghe hơi buồn cười, chắc chắn nha. Cứ sống bình thường đi, tự khắc mình nhớ này, vũ trụ này đã có sự định đoán hết rồi, kể cả họ là như thế nào, đến một thời điểm nào đấy họ sẽ nhận ra thôi, rồi bây giờ nói ra thì nó bị mang tiếng. Đó là đọc đọc phần mọi người đó, đấy đây là những cái rối loạn nào cảm xúc nha, mọi người đọc qua nhé.
gọi là sát đạo thôi nhưng thực tế là nghiệp duyên. Đây này mọi người ơi, đây là mọi người không hiểu hết thì mình này, nó đã sắp đặt sẵn rồi, nhưng sự lựa chọn của mình nó là như thế nào đó. Chúng ta phải có đủ trí thông minh, chúng ta phải đủ trí tuệ để chúng ta lựa chọn điều tốt nhất cho hành trình phát triển của mình. Còn mình không có đủ cái trí tuệ ấy, mình sẽ chọn những cái điều mà khiến cho vòng lặp lặp đi lặp lại. Tôi hiểu được rằng là vũ trụ này sắp đặt rồi nên tôi chọn những điều tốt lành để tôi làm, thì tôi không biết rằng là sau điều đấy thì tôi có đạt được cái điều gì không, nhưng mà chắc chắn rằng là tôi sẽ được đặt vào đúng cái điểm mà nhân tôi đã là. Đó. Tôi không tạo ra sự sợ hãi thì làm gì tôi nhận lại sự sợ hãi, được chưa? Nên là càng ngày về sau các chị càng phải học đi, càng phải hành đi để hiểu được, tăng được trí tuệ của mình này. Đó. Nếu mà tầm nào đấy các anh chị thấy rằng là mình đi thăng tiến rất nhanh, tại sao những người giàu họ lại hay chơi với nhau? Bởi vì tư duy nó khác. Tại sao thằng kia giàu hơn mình? Tại sao những cái thằng mà ở trong trong cái bộ máy rất lớn đấy, à những cái thằng ở gọi là những ông Phan Nhật Vượng, nó không chơi với mình? Bởi vì mày có đủ tư duy đủ trình để ngồi nói chuyện với người ta đâu, nói vài câu đã bắt đầu người ta thấy rằng là mình toi rằng là cái năng lượng của thằng này nó không đủ đó, có nhận ra hết chứ, đúng không? Thôi gọi để đọc qua đã. Đúng rồi, khu lô xa 6 của chị Mỹ Thanh bị ảnh hưởng nhá. Chị Mỹ Thanh là cái người, thực ra ngay từ đầu ấy em đã nói chị Mỹ Thanh ngay từ lúc đầu ấy, lúc hồi xưa chị đi học á, là em nhìn mặt, không biết là chị có nhớ không nhỉ, em nhìn mặt chị là nó hơi bị rối loạn nhiều một tí đấy, là cũng khuyên chị là thực hành nhiều đều đặn lên, tức rằng là cái năng lượng trên cái mặt của mình ấy nó thể hiện rất rõ đó, nhưng mà nó gọi là cái khí sắc á. Đó. Nhưng mà không phải ai cũng cảm nhận được. Bên nhân tướng thì nó sẽ thiên về nhiều về nhân tướng, nhìn rồi biết có những cái nó đặc điểm, nhưng mà cũng không biết dạy cho người như nào cả.